Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu nói: Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Thanh thoát để thi hành sứ vụ. Một cuộc đời đẹp là một cuộc đời dấn thân vì lợi ích cho tha nhân. Một tâm hồn thanh cao là tâm hồn luôn thanh thoát khỏi những bon chen vật chất và vinh hoa phù phiếm mau qua. Đó chính là mỗi người đang góp phần làm cho xã hội ngày càng thêm phong phú nhờ những cống hiến vô vị lợi và đầy lòng quảng đại. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn sống trong sự phó thác nơi Chúa và đừng quá lo lắng về cơm áo gạo tiền khi thực thi sứ vụ. Sự thanh thoát này giúp chúng ta không bị vướng bận đến của cải vật chất, an toàn trần thế, song luôn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đấng luôn thương ban cho chúng ta những thứ đủ dùng hàng ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thanh thoát và can đảm, tin tưởng và phó thác, vui mừng và hy vọng trong khi loan báo tin mừng, tình yêu của Chúa cho anh chị em.